ai ai chụp giùm cô chú không? Chụp lên nha. Nhỏ nhỏ nhìn dâu à. Dâu. Năm vô chị Năm không? Vô. Chị Năm à. Chị Năm thấy mặt chị Năm quen không? Dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô chú. Cảm ơn nha. Dạ dạ, cô chú mua vé chưa? Mua vé chưa mua vé mà mua qua đằng kia. Vé trên luôn. À đặt rồi hả? Dạ dạ, vậy thì cô chú lại lấy vé để vô trong nè con. Mấy ngày nay rồi. Dạ dạ. Cô chú. Anh ơi, đây là người mê coi. Dạ dạ anh đây. Anh ở Florida. Dạ dạ dạ. Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang anh không có về hả? Universal ở bên Mỹ đang ở dạ, Florida. Dạ dạ. Dạ rất là mê anh. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Ờ à, trong khu vui chơi hay vậy? Dạ. Dạ dạ, ở khu đó chắc lớn lắm ha. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ cảm ơn anh nha, bữa nào về ghé em chơi. Dạ dạ dạ, dạ chúc anh sức khỏe. Dạ cảm ơn anh. Dạ. À, dạ xin chào quý vị khán giả kênh Phương Dừa. Phương Dừa kính chúc quý Phật con bác mình thật là nhiều sức khỏe. À, hiện giờ là gần 7 giờ tối thứ 7 ngày 23 tháng 3 2024. Hôm nay Phương Dừa tiếp tục tổ chức cái đêm nhạc ngôi sao miệt vườn tại hội quán ngôi sao miệt vườn số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ tối đêm nay thì sẽ có nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền nè, nghệ sĩ ưu tú Thu Vân nè, ca sĩ Quách Tuấn Du, dạ cùng các bạn ca sĩ của đi chung với anh Quách Tuấn Du với lại các bạn thí sinh ngôi sao miệt vườn. Dạ Phương Dừa với lại Dung Nhân Dễ sẽ dẫn chương trình. Có sai sót của mà cô chú anh chị cũng thông cảm ha, góp ý nhẹ nhẹ để tụi em sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. Dạ bà con cô bác đặt vé trước thì đang liên hệ với bà xã Phương Dừa để nhận vé rồi vô trong rồi. Dạ còn sửa, bà sửa, con bác, còn bà con bác mà chụp một tấm đây, đây đây chụp với bác con, còn bà con bác mà chưa có mua vé thì đây đem chụp anh với thì qua mua mua kia ra đây nhìn đây anh cười lên, cười lên, cười lên ha, để nhìn cha nè, rồi vậy là đẹp rồi đó, rồi cảm ơn bác con, rồi cảm ơn anh vô, anh vô trong ngồi coi đi, dạ dạ anh vô trong ngồi coi đi, anh tên gì ạ? Dạ bây giờ thì bà con bác bắt đầu vô đông rồi. Dạ. Dạ. Em có cái chuyện này muốn chia sẻ với anh. Trước tiên là em xin lỗi anh nha. Tại vì hôm tuần vừa rồi á, anh lỡ cái đăng một cái clip lên trước kênh anh. Vô em đâu có biết anh chưa đăng đó, cái bắt đầu tới chừng ngủ giấc thức dậy em bật máy lên thấy cô bác cô chủ quá trời chửi luôn, đâu dạ. Dám đăng nữa. Em thì em cũng có giận bà con bác nhiều lần rồi. Lỡ bữa đó dạ. Tưởng là bên kênh anh đăng rồi. Dạ. Cho nên em biết ông Văn có một clip thôi vô dạ, dạ. Bà con dạ. Bác chửi quá chửi. Dạ bà con bác bữa nay em muốn xuống gặp anh để mình dạ dạ không có gì anh. Dạ dạ em rút kinh nghiệm không dám làm gì nữa. Không dám đăng kiểu đó nữa để cô chú anh chị mình chửi quá trời chửi. Dạ dạ dạ. Thông cảm nha anh. Dạ 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 dạ. Khương Dừa dặn mấy anh chị em rất là nhiều lần rồi, tới thì cứ quay thoải mái, quay chương trình, quay cái gì cũng được, quay Khương Dừa cũng được, nhưng mà đăng này đăng cùng lúc à, để bà con bác cùng xem luôn. Dạ bà con bác ủng hộ kênh nào cũng được đó. Nhưng mà có nhiều anh chị không biết thông tin, rồi cũng có nhiều anh chị là lại là biết thông tin rồi nhưng mà vẫn cố tình đăng, cho nên quý bà con bác không có vui. Dạ quý bà con bác không thích cái cách làm việc vậy, và Khương Dừa cũng vậy. Và Khương Dừa nghĩ mà nếu mình làm việc thì mình phải là làm kênh, làm nội dung để cho bác xem còn lâu dài nữa chứ không phải là một ngày một bữa. Cho nên mình làm cái gì mình phải để trước nghĩ đi sau. Dạ mà cũng bác thân mến, bây giờ thì quý khán giả đã tới rất là đông rồi. Dạ. Giờ Khương Dừa sẽ lên kênh để Khương Dừa giao lưu đến không quý bà con bác. Dạ chào cô. Cô với chú với lại mấy đứa nhỏ đi. Dạ. Cô với chú. Dạ 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 dạ. Cô đang lấy nước hả? Dạ. Cô hỏi cái vụ đó chưa? Dạ. Cô hỏi cái vụ đó chưa? Chưa. Chưa, con đây con bữa nay con lu bu quá. Dạ 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 dạ. Bữa nay con lu bu quá. Dạ chú. Chú ngồi đây vậy. Chú ngồi đây vậy. Không tốt hả? Dạ dạ. Dạ cô. Các bạn đang thử nhạc. Dạ. Dạ chú. Vài bữa dạ, dạ, cô dạ. Đi về nước rồi. Dạ dạ. Vài bữa cô đi về ha. Dạ, dạ. Chắc anh chị này đi qua dạ, dạ. Coi, ra coi là bữa nay. Dạ, dạ chú. Ai chụp giùm cô chú đây. Dạ rồi, cảm ơn cô chú nhiều nha. Dạ chúc cô chú sức khỏe, về bánh khỏe nha cô chú. Dạ dạ dạ. Dạ. Này, bà con của bữa nay sang năm về mới qua mới lại coi chụp vô con cái. Dạ dạ.
chấp với cái luôn nha. À, nhờ mấy bạn chụp cho. Đấy. Về để cho mấy người ở nhà thấy. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ, chào bác. Nghe tên lưu mờ, bữa nay mới gặp nha. Dạ, dạ, đây. Từ Quảng Nam. Đúng rồi, Quảng Nam. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Đi ra đình luôn á. Dạ rồi, cảm ơn bác, mấy gia đình về. Dạ, dạ. Bữa nay thì có hình, để lại gặp em lần chụp em có hình. À, à, ủa chị chưa về hả? Chưa. Ở lại, bác cứu con nó chạm mày. Nhà anh chị quay hình với em đi, hôm qua nói chị chụp với em mà, cái quên. Không quá cho nó làm giả. Chị cảm ơn nhiều nha. Cho hai chị em chụp cảnh chụp. Xa đẹp, xa đẹp vậy. Dạ. Đâu ấy tới đâu rồi? À. Dạ rồi, cảm ơn hai chị nha. Dạ dạ rồi, cảm ơn hai chị. Chúc sinh nhật vui vẻ. Dạ, để Khương vừa qua, Khương vừa đọc ekip. Dạ. Chào cô. Dạ, chào gia đình. Chào bà ngoại. Bà ngoại tuần rồi bà ngoại không có đi nè, bữa nay tuần này bà ngoại mới đi nè. Gì bà ngoại ngồi gần bà ngoại hả? Đây đây chưa cho bạn trai hả? Ghé bạn trai ngồi hả? Ừ. Ngoại nói tuần rồi ngoại bệnh. Ê, bữa bệnh quá. Bệnh hàng rồi, dạ, sao rồi hả? Cái bệnh quá thôi không đi. Bệnh sao nay còn môi hồng quá vậy? Ừ. Tại sao không? Có son nữa hả? Còn xài son nữa hả? Lâu đâu đi ngựa anh chút mà. Phải tuần rồi nhìn xuống khán đài xong thấy bà ngoại mà thấy mấy tiết mục biểu diễn của tháng tháng ngoại lên tận bông nữa, thường thường ngoại lên ngoài tận bông. Chứ cũng muốn lên là nói với cho gì á, chú Tâm lắm á. Dạ, chú Chí Tâm ha. Ừ, dạ. Muốn nói với chú Tâm là để bệnh mất thôi không đi. Dạ, dạ, rồi bữa nay ngoại đi ai vậy? Đi thằng con mà thằng con nó có việc mới đi về. Rồi ngoại ngồi mình luôn hả? Ngồi mình. Ở chừng nào chút khoảng chừng 9-10 giờ đó là nó thiếu nó nước. Dạ. Dạ. Thôi chúc cảm ơn ngoại nhiều nha. Tuần sau cũng cũng hấp dẫn lắm. Tuần sau cũng có anh, tuần sau nay có chị Ngọc Quyền, tuần sau là có anh Chế Thanh nè, có anh Linh Tâm, có anh Đào Vũ Thanh. Dạ dạ. Dạ tuần sau cũng hay đó. Đây bà ngoại thì cũng đi là cũng mấy đợt rồi bác. Để xem mà. Dạ. Đó chụp đi. Đang ngồi nè, đi ra chụp đi. Bạn ở ngoài ở Long An phải không? Dạ. Dạ anh nên đưa dạ, nếu mọi nếu mọi chuyện thuận lợi thì 20 tây tháng 4 con sẽ về sân vận động Long An để tổ chức chương trình ca nhạc cũng với sự tham gia của nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ. Dạ. Kết hợp với địa bên bên với các anh chị với địa phương để làm. Dạ. Chụp. Không nhận cha mẹ con khéo đẻ con. Dạ sao? Tội nghiệp ghê vậy. Dạ. Đâu vùng xa ở đâu cũng tới. Dạ. Ghê. Bởi vậy mới thấy thương. Ừ. Cái đó mấy cái tình cảm á. Đó. Chứ còn con thấy thì dạ quay nội dung ít. Có mình con làm được không? Dạ. Mấy người kia người ta làm gì ít thôi. Dạ. Bên ngoài chụp hình mà. Lâm sàng được cũng làm nhiều á. Dạ dạ. Dạ. Này nhạc và nhạc giọng như ngoài chưa nói không? Không còn chưa nói hả? Mở tối nè, tính ráng nghe. Dạ, ráng nghe. Ráng nghe, nó tin nó coi lo qua, coi lỡ, coi quá, coi lỡ, coi hoài. Dạ, dạ. Không có chịu bắt, tới 9 giờ đêm mới ngủ. Dạ, được cái thì vừa được ngoại nội thương lắm. Ngoại nội phụ huynh còn thương lắm. Dạ, dạ vậy mà hạnh phúc rồi, giống như là người con, người cháu trong gia đình vậy đó. Dạ. Bởi vậy nên tình đồng ái đi coi hoài. Dạ. Rồi bữa nay bà con bác xem đông nè ngoại. Bữa nay đông rồi. Tới giờ, dạ. Tới giờ chưa? Dạ, 7:30. Con đeo vàng nhiều quá vậy? Đã quá. Đeo rồi, đám cưới là đúng mới đeo nhiều. Mong người đeo nhiều nữa ha. Ừ. Đám cưới thằng cháu. Mẹ cho con cháu mày dính. Dạ. Mốt có dấu quải đám hỏi gì đám cưới gì mà con cứ gì chơi. Mà sợ con không dám đi. Đâu có đâu. Có thời gian đi nè. Mà sợ con không dám đi. Đi vậy rồi đi coi vậy rồi. Dạ luôn. Ông không mê môn này hả? Ủa ông ta ok, từ sáng tới chiều, chiều tới tối bon ca. Đi vậy ông ghen không? Không. Dạ ghen được trời. Đi vậy ghen. Dạ được ghen. Dạ. Nó vui thôi chứ ghen gì nữa. Sống với tuổi này thôi, từng tuổi này rồi. Ờ đẹp trai ha. Dạ.
cháu nội nè. Dạ dạ, cháu ngoại nội lớn dữ ha. Dạ đây. Dạ dạ dạ. Thấy bà không? Quá trời nổi, nổi hơn cô dâu nữa. Ơ sao đàn gái trời. Bà nội đẹp quá trời luôn. Dạ. Nói hơn cô dâu nữa. Đây 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 ông xã không, đây. Nhìn đẹp lão. Đây 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 ông xã này. Dạ dạ. Đó, ông còn được ông, ông còn được miếng trúc trắng à, trúc đen ha. Ừ, nay trắng rồi, trắng rồi. Nay trắng rồi. Dạ dạ dạ. Dạ 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 dạ. Ồ quá. Vậy hạnh phúc rồi. Ừ. Dạ. Còn còn hai thằng nữa. Dạ. Còn hai ba thằng nữa lận. Nhà rộng lắm, nhà tới. Dạ. 9 mét. Nhà giàu quá mà. Giàu thì thấy rồi. Thôi con đi lại đây con hỏi ekip chuẩn bị xong sao chưa nha. Đồ đi ngoại, đi nha. Đi ngoại. Dạ xíu lên giao lưu nha. Dạ chưa đâu, 7 rưỡi. Dạ. Dạ. Đứng đứng đó. Vô lấy cái áo mà. Ơi, dạ, chào cô bác cô chú. Dạ. Chào. Ở đâu anh? Của anh Hóc Môn. Hóc Môn chạy lên hả? Chồng anh Hóc Môn. Dạ dạ cảm ơn anh nhiều. Bà con Hóc Môn quận 12 lên cũng nhiều. Dạ. Xa xôi. Dạ cảm ơn anh nhiều. Chào bà con. Dạ dạ dạ. Rồi. Dạ. Để. Dạ. Đây là trai đó mà. Rồi đây là khỏi cần giới thiệu mà ông bác cũng biết anh rồi ha. Ồ. Một tuần là ba bữa. Anh có nhiều có mặt ở hậu quán nhiều hơn Khương Dừa nữa. Chào chị. Ta là dạ, người ta coi nhiều là fan cứng, còn ảnh là khách cứng luôn á. Dạ. Đây này để em vô trong nha. Dạ. Sao rồi? Anh ơi, ai cũng chơi già hết anh cơ. Không có nội dung để làm Khương, lát nữa chào tiếng. Bây giờ bà chạy lên một hồi là anh quay qua thuốc miệng anh kêu chị liền. Vậy hả? Chị cô liền, cô Dung, chị Dung luôn. Bây giờ anh Khương nói một câu đi, người ta gì mà kêu già. Dạ, phụ nữ đừng có chê người ta già. Ừ, với lại lúc đang quay clip nữa đừng có chơi già kỳ lắm. Đó, đó, đó. Dạ. Đó là xưa anh với ông Hưng còn chịu nhiều tình hình như vậy. Đi ra đây đứng cái coi mình có giống chị em không? Một chiếc lá rơi cũng làm em mất hồn. Anh sợ Huệ. Thôi tôi đi đây. Anh định tư Huệ. Đó, ăn nhập không? Rõ ràng nó không ăn nhập. Đây nè, đồ của bà Dung bà chuẩn bị đó. Có cài nút này vô không ta? Không, không, cài ngọt thở lắm. Không cài, cài vậy thì bẻ này ra. Dung có hứa với tụi em là từ sau là quay phim với là 9 năm mắt là chỉ có mụn. Vậy hả? Bộ vậy đó. Anh chị đứng lên, anh chị đứng một cặp đi, đứng một cặp cho mọi người coi kìa. Dạ có bị già không ạ? Dạ, cái này cắt đôi hết rồi. Không, đợi đi, lát có nội dung đứng lên. Không, không bao giờ người ta nói phụ nữ già đâu. Đúng rồi, cô Dung với anh Dương đứng hợp mà. Đâu đến nỗi đâu nhập mà. Kéo này, kéo này xuống xíu. Cái này là lo trang phục nè, lo makeup nè, lo tóc tai mà không lo kịch bản. Bữa nay hôm nay nó dữ nha. Ờ. Động hơn hơn nội dung không? Chào quý diễn giả. Chào bà con bác. À, cho mượn cái lượt trả tóc nha. Trả tóc cho mẹ xịt xịt keo hả? Ờ. Bắp lại đi, kệ đi, kệ đi, lỡ rồi. Đứng rồi, đem cơ. Mấy lần mà anh lời em xin anh không xịt, tóc nó bay qua mình. Đúng rồi, chị, có người nói, có người nói là giống mẹ đi, khỏi vợ cho con. Ủa, giống mẹ đi, khỏi vợ cho con hả? Này tóc dài quá rồi con bác ơi, tóc dài cái nó bắt đầu lộ. Lộ ra. Ê cô đừng trẻ không đúng má của anh. Ý là phải 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 trẻ đúng má chứ nó khó chịu quá. Đúng rồi. Sáng anh đẩy lên con nó đẩy đi. Thôi ơi. Biết đại cổ không? Thôi thôi sơ sơ thôi, đừng có ai tiên tóc vậy thôi. Không sơ sơ rồi. Ờ, chạy gọn lên. Ờ. Ví dụ như ba anh có ba lần nhà con. Cũng là trời mình đó. Ờ. Có luôn hả? Vậy để biết ví dụ bữa nào mà không có sẵn đồ tự mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Mấy giờ? Bà con bác cũng thông cảm để con vừa quen quen cái từ cái thời mà còn làm sản xuất, làm đạo diễn á, là lê lết ở trong phim trường không à. Cho nên bắt đầu từ khi mà đi làm nội dung rồi cũng vậy luôn. Rồi xong rồi chỉ có đóng phim á, đóng phim thì bắt đầu mới tạo hình hoặc là dạ. Còn ở đây thì là cũng nói chung là cũng nó hơi đơn giản, nhiều khi đơn giản quá mức rồi bà con bác cũng hay góp ý. Đúng là mình nhìn lại thấy nó cũng hơi kỳ.
mình không có chú trọng bản thân vậy trơn. Dạ. Từ bây giờ mà, thì em sẽ chịu trách nhiệm phối đồ cho anh vào đêm thứ bảy nha. Nhưng mà khi mà đè làm vậy cái nó cũng từ từ nó cũng quen cái nếp nữa. Một. Ờ nó quen á, ngựa cái cũng quen á. Ừ. Chứ tí chứ. Đơn giản thì riết nó cũng quen, nhưng mà thôi mình những cái nào lúc cần đơn giản thì đơn giản, còn lúc nào mình cần chính chu thì chính chu thôi. Mà dạ, theo góp ý của bà con bác. Tại bà con bác cũng muốn tốt cho mình. Anh khi mặc vest tịch lãm hết rồi quá đó. Khen quá. Bữa sau tuần sau anh Phương cứ mặc vest lên Phương rồi. Chị Dung mặc áo dài nhìn kịch cộm quá ha. Nhìn sao anh? Kịch cộm. Kịch cộm hả? Kịch cộm. Người lịch lãm, người kịch cộm. Bữa nay đen quá chừng đen rồi, đi Kiên Giang về. Ok được chưa? Làm cái làm chút nha. Thôi. Miếng nền đi. Thôi. Miếng nền thôi. Làm trắng bệch với con trâu kỳ lắm. Ha mà thằng trâu nó làm. Nó lại lô tô thôi đó, còn mua một mặt kìa. Nó làm nó trắng bệch luôn. Không, mình nó muốn đối đẹp sân khấu mà anh. Hả? Đẹp nó sáng sân khấu, đẹp nó sáng. Vậy hả? Nhưng mà nhìn ngoài nhìn kỳ lắm mày ơi. Ở ngoài thôi, nhưng mà nó xấu mình đẹp. Kỳ lắm hơn. Đây để em làm cho. Anh tin tưởng em đi. Thôi. Đây bà con bác à, chưa dám nó gọi em nó là nghệ sĩ hoặc là ca sĩ. Dạ em nó mới học ra trường, dạ rồi như Khương vừa giới thiệu em nó cũng đi nghĩa vụ rồi mới về đây thì cũng bắt đầu mới hoạt động cái nghệ thuật. Dạ cũng chưa có nhiều cơ hội, bữa giờ thì em nó tới giao lưu rồi cũng có mạnh dạn hỏi thăm Khương Dừa, cho nên là lên giao lưu rồi cũng kết nối, thì bữa giờ Khương Dừa cũng có sắp xếp cho em nó hỗ trợ một vài nội dung, thấy bà con bác cũng thương, hy vọng là Hải Châu sẽ gắn bó với sân khấu của hội quán Ngôi Sao Việt Dường, với lại hỗ trợ diễn đồ thí dụ cho Ngôi Sao Việt Dường 13, rồi bà con bác càng ngày càng biết á, rồi sẽ được thương, rồi được anh chị em nghệ sĩ biết tới. Ngoài cái Ngôi Sao Việt Dường thì em nó có thể tham gia được hỗ trợ được thêm với các anh chị em nghệ sĩ thêm, để quý bà con bác biết tới, để cho em nó được sống với nghề và sẽ hy vọng năm sau sẽ được gọi là nghệ sĩ Hải Châu. Dạ hiện tại thì cũng chưa dám. Dạ tại vì mà đúng ra thì nếu mà học ra có cái bằng thì được gọi nghệ sĩ không? Dạ không, diễn viên trẻ. Diễn viên hả? Dạ. Diễn viên trẻ hả? Dạ. Tốt nghiệp trường đó là lớp có hai dạng là tài năng trẻ và diễn viên trẻ. Là mình học là học hai diễn viên. Cho nên là mình học xong rồi ra mình sẽ được gọi là diễn viên. Dạ diễn viên thôi. À. Dạ. Diễn viên cái lương chứ chưa được gọi nghệ sĩ cái lương. À diễn viên cái lương hả? Dạ. Còn là gì? Diễn viên là diễn viên tự do phải không? Dạ đúng rồi, diễn viên. Thường thường hai bạn đó ca sĩ tự do, diễn viên tự do. Đó. Rồi khi diễn tới khi nào mình mới được cái mốc nào hay là có những cái tiêu chí nào mình sẽ được là nghệ sĩ? Ví dụ mà thi liên quan à. Ví dụ là sắp tới là thi liên quan, nếu mà em thi mà em có được cái huy chương gì đó, thì em sẽ lên nghệ sĩ. Được gọi là nghệ sĩ phải không? Hai cái vàng thì lên ưu tú. Dạ hả? Dạ. À, thôi gắng cố gắng phấn đấu đi, hy vọng bà con bác sẽ ủng hộ cho Hải Châu nha. À, bây giờ mấy bạn trẻ theo học nghệ thuật rất là nhiều, nhưng mà không phải ai cũng có cái điều kiện có được cái sự hỗ trợ, cho nên là các bạn cũng khó theo được cái nghề lắm. Dạ. Đa số chắc lớp chắc cũng dài được vài bạn theo nghề, rồi cũng sẽ có lâu lâu sẽ có một lớp sẽ có một bạn nổi tiếng thôi, chứ cũng không có thường xuyên không. Bây giờ thì các bạn cũng mưu sinh nhiều nghề, anh đi bán hàng rồi đi làm nhân viên văn phòng cũng. Rồi đi diễn tùm lum luôn. Rồi đi hát tiệc hát. Dạ đúng rồi, đi hát tiệc, hát đám nhiều. Thôi gắng cố gắng, hy vọng bà bác sẽ ủng hộ cho Hải Châu nha, cũng như là các bạn như Tuấn là Trương ở trong Ngôi Sao Miệt Vườn nè. Dạ Ngôi Sao Miệt Vườn cũng có nhiều bạn cũng dễ thương lắm. Thật ra thì Khương Dừa cũng phải đợi có cái thời gian rồi để ngó nghía để thôi xem là mình có giúp được em ấy không, hay với lại cái thêm cái cách làm việc hoặc là em ấy nó có phù hợp với mình không để mình hỗ trợ được, chứ nó phải phù hợp thì mình hỗ trợ được. Có nhiều khi mình làm cái mảng này nhưng mà em nó một cái mảng khác thì hỗ trợ không được thì cũng khó. Ok. Dạ giờ bà con bác vô bắt đầu vô cũng nhiều rồi. Ủa mấy giờ rồi, âm thanh xong chưa? 7 giờ xong rồi. 15 phút ra chương trình. Bây giờ mình bắt đầu hả? Bên chỗ anh Út Tuấn Vô, chào nhiêu mày, chào tao cưng.
anh vô chưa tới hả? Dạ vô chưa tới. Rồi lát mai hát trước hả? Dạ. Bạn em là Ân dạ, gọi ra Tính không? Tính, dạ. Rồi rồi. Giới thiệu của bà con bác, đây là ba bạn ca sĩ trẻ dạ đang nhận được sự hỗ trợ từ anh Quách Tuấn Du. Dạ đây là bạn Như Mây, dạ. Em là Trung Tính. Em là Trường Ân. Trường Ân, đây là Trung Tính. Dạ. Các bạn cũng đang cũng giống như Hải Châu vậy đó, là cũng đang theo nghệ thuật và cũng đang cần sự hỗ trợ của những bậc anh chị đó, và ba bạn thì may mắn được anh Quốc Tuấn Du là hỗ trợ đó. Rồi đợt này thì Khương Dừa có mời anh Quốc Tuấn Du về đây để biểu diễn, thì anh có giới thiệu ba bạn. Khương Dừa cũng có xem video biểu diễn của ba bạn, hát cũng rất là hay, rất là dễ thương đó. Hy vọng là sắp tới bà con bác khán giả kênh Khương Dừa cũng sẽ yêu thương ba bạn ha, với lại ba bạn cũng sẽ có thời gian cũng sắp xếp về đây biểu diễn được dạ, vụ bà con của bác. Nhất định nếu mà lần sau có dịp thì em thái độ làm việc rất là tốt đúng không bà bác? Dạ, tới rất là sớm dạ, và để chuẩn bị cho tiết mục của mình dạ. Nói chung là các bạn phải giờ các bạn mới ra trường á dạ, các bạn phải nắm bắt và quý trọng từng cơ hội dạ. Hy vọng là sẽ có việc hợp tác với ba đứa nha. Em hát nhạc trẻ phải không? Em hát nhạc trữ tình. Còn Như Mây là hát nhạc trẻ luôn. Dạ. Nhưng mà kiểu cũng hơi dân ca rồi đó chứ. Cũng cũng lấy có nhiều màu sắc để cho bà con bác dễ xem đúng không? Dạ. Rồi. Và anh Khương Dừa, em có xem anh Khương Dừa rất là lâu rồi á. Từ những cái clip mà anh cô chú rồi với những người em rất là quý. Dạ. Hôm nay có gì gặp anh ở ngoài đây. Cảm ơn ba đứa, cảm ơn ba đứa. Dạ, cảm ơn nhiều. Đa số các bạn cũng quý Khương Dừa, với lại cái thứ hai nữa ở đây có một cái không khí thưởng thức văn nghệ và một giữa bà con với lại các anh chị em nghệ sĩ rất là dễ thương, cho nên là các anh chị em nghệ sĩ cũng rất là thích, rồi cũng cho nên là cũng hết mình để về để biểu diễn để phục vụ cho quý bà con cô bác. Dạ, có nghĩa là các bạn sẽ có những công việc ở chỗ khác để các bạn có những cái thù lao tốt hơn, nhưng mà về đây các bạn sẽ có được một cái không khí mà các bạn chắc chắn là cũng khó để tìm được cái như là cái không khí đó. Dạ. Rồi. Nghe tôi không? Uống nước nè. Rồi ba bạn thí sinh đây là có nằm gục dưới con. Bạn dưới gục dưới ạ. Ba đứa con ngồi nha. Chào quý bà con cô bác ơi. Chào bà con bác ơi. Dạ chào bà con cô bác trên mỗi sắc miệt giường. Là lắp vào đồ này luôn hả? Ăn uống gì chưa? Ăn uống gì chưa? Dạ đâu. Nay bự quá rồi. Trời. Sao được chứ có lời thoại mà nó lại không có lời thoại. Dạ. Hả? Mà bữa đó là thi chương trình, bữa nay còn nay là nay em lên mình diễn mà. Diễn mà chú đâu có dàn dựng nổi hết đâu. Ha. 2 năm nữa có vợ nè bố. Ghẹo nó hoài. Đấy chụp ra để chú chụp hình với ba anh chị cái nha. Con cho chụp ca sĩ. Để cho anh đứng giữa đây chụp hình với ba bạn cái đây. Ba bạn có đi diễn không? Dạ có. Dạ hả? Có kênh riêng không? Ok, 1, 2, 3. Sorry nha, nãy hơi lộn tên tại vì anh chỉ coi qua hình nè. Chưa, lần này lần đầu tiên gặp mấy bạn. Dạ, gặp chừng 2 lần sẽ nhớ. Làm tên chị nhiều quá nhiều không nhô. Nhiều khi cái đầu nó bị đầy. Cho nên tụi em thông cảm. Dạ, chụp riêng từng người ha, chụp với Tính. 1, 2, cao quá vậy. Cưng quê đâu Tính? Dạ, em ở Gia Lai. Gia Lai hả? Dạ. Anh chưa tới Gia Lai bao giờ? Ở chỗ nào, quyện nào? Em ở gần Chư Sê. Chư Sê. Gần Chư Sê. Rồi chụp với Như Mây. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn Tân. Vô anh ơi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, cảm ơn ba đứa cưng nha. Dạ. Bên đây bé Bảo Châu. Ai, đẹp chưa? Xinh xắn chưa? Con lát hát đừng có xúc động quá nha con. Dạ. Dễ thương lắm, ba hát lúc nào mà cũng xúc động hết trơn á. Rồi, ngồi xuống nghỉ đi con. Rồi. Tuyết Nhung, sao con? Chuẩn bị hả? 10 phút nè. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Dạ, 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 anh Trương, dạ, chào anh Trương. Dạ, dạ, chào anh. Cảm ơn anh Long Tế ủng hộ tụi em. Dạ, dạ, cảm ơn anh nhiều nha Trương. Rồi. Dạ, rồi, cảm ơn Nhung, cảm ơn Nhung. Bạn Tuyết Nhung nha, bác. Thí sinh ngôi sao Miệt Vườn, dạ hát rất là hay luôn. Hy vọng là bà con bác sẽ yêu thương Tuyết Nhung, ủng hộ. Dạ rồi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chào ba anh nhạc sĩ nha. Ờ, bà con mới tới đông rồi đó. Bây giờ ai ai hát trước ta? May hát trước hả? May với Trường Ân hát song ca hả? Trường đẹp trai quá. Anh mới biêu em lên, bữa nào cho em lên dẫn với anh nha. À. Trường dễ thương đẹp trai không ạ? À, dễ thương. Hài hước, văn minh lịch sự, duyên dáng, con nhà giàu học giỏi. Bao nhiêu tinh tú tinh hoa. Rồi tập hợp cho anh Trường hết. Không, tao nói vậy mốt này cũng nổi à. Tối thì nó khơi khơi vậy mốt cũng nổi à. Dạ em không có. Dạ. Dạ. Ủa sao em vô đây luôn? Xây lời cho mấy thầy hai Khương, Khương. Dạ, dạ. Hai Khương vừa chủ hàng từ Mỹ về. Thằng nói chung Mỹ vậy hả? Nói chung là biết Khương vừa là biết hết đệ tử Khương vừa luôn. Dạ. Mà lúc nào cũng vô comment. Dạ. Lúc nào cũng thích chương trình. Dạ, cảm ơn Trường. Dạ. Thì có mua đồ của Trang chị. Dạ. Biết nhiều. Dạ, chị biết nhiều ha. Dạ, cảm ơn nhiều, cảm ơn Khương vừa nhiều. Cảm ơn chị về nào? Chị về cái đây hai tuần rưỡi rồi. Dạ. Nhưng mà ở lại thêm 4 tuần nữa. Dạ, dạ. Với lại chị quen với Tâm Dù. À, chị là dạ. Dạ. Bạn mình rất vui. Dạ, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc mừng cho em nha. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Để đến nữa mà. Dạ, dạ, cảm ơn chị. Bye bye cho em. Dạ, dạ, dạ. Em là bạn Dung. Dạ, à, bạn Dung Văn Vẽ hả? À, dạ, em bạn Dung. À, 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 hả? Dạ, à, có nghe nhắc. Dạ, có nghe nhắc. Dạ. À, chị Mai. Dạ. Dạ cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị anh. Tới dạ. Ủng hộ. Dạ, dạ. Dạ có dịp cò cà phê nói chuyện nhiều hơn. Ồ, dạ. Đi ra xuống đây mình chào bà con bác. Dạ. Gần nhà anh. Dạ. Cho em một tấm hình với anh nè. Gần nhà Phước Tây hả? Em ở Phước Lý gần Vườn Long An. Dạ dạ. Cảm ơn bộ đồ của Loco chỗ Dung Văn Dung Vẽ. Dạ, tài trợ cho Khương Dừa. Dạ, để bữa nào chắc Khương Dừa qua bên đó. Của anh ở Quảng Nam vô. Dạ, dạ, Quảng Nam, Quảng Nam. Quảng Nam vô đó. Dạ. Má em đây chứ. Anh đi công tác hả? Công tác. Em thích đi Quảng Nam lắm. Em thích đi lên Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang. Là anh là thằng Tường ở đó đó. Dạ. À, đi à, kìa, đi Nam Trà My, Bắc Trà My. Okay, dạ. Nhà em là 8, 6 người là đi hết lên Trường. Dạ, dạ, dạ. Dạ, em cảm ơn em. Thôi cho em, xin chụp với dạ, hai cháu. Dạ, dạ. Vô con. Vô con trai. Vô con. Hai đứa con hả? Đó, sao đây, sao đây, rồi đấy, phiền anh Trương chụp hình giùm em anh Trương. 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn con. Dạ, cảm ơn con. Dạ, học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 5. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Ai? Dạ, lớp con lớp 7. Con là chị, ở đây dạ, anh hả? Con anh. Anh hả? Anh là nhà giữa lớn em xíu. Dạ, dạ, cảm ơn con. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Con với chị Dung cái hả? Dạ, dạ. Dạ. Cô đứng giữa à? Cô đứng giữa đi, cô đứng giữa đi. Trời ơi, để anh Hài Thanh Trương chụp hình. Ngại quá. Kêu anh Hài chứ không phải danh Hài nghe không nội. Dạ. Rồi. Cô cảm ơn. Anh Hài đó là ảnh hơi hài hài thôi á. Dạ.
Con lấy bé đúng không? Dạ, lấy hả? Em sẽ thằng một mình anh có dành mấy bé. Dạ, xin một mình hả? Dạ dạ. Chụp vậy đi, về đăng cũng dễ thương mà. Chị dễ thương hơn. Dạ, mặc tóc dài. Dạ, 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 cảm ơn chú. Chú về An Giang nên là chú báo là cho chú coi. Dạ, dạ. Ừ. Dạ, mai con đăng lên rồi mấy chú lên chú coi ha. Dạ. Dạ. Đây chụp ra đẹp quá, bản đồ đẹp lắm. Đẹp đâu đẹp. Có lên, có lên. Có lên đi, có bà Tám nè. Bà Tám. Dạ, rồi, cảm ơn con. Đẹp quá. Dạ, dạ. Rồi, bản đồ đẹp chưa được chưa? Hay 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 anh em hai bên, anh dạ, em hai bên. Dạ, dạ. Kẹp luôn, kẹp đất luôn. Dạ, dạ. Yeah, chờ chơi chị tắm. À, rồi. Nhìn em nha. Để ừ. Thành tượng. 3, 2, 1, 3, 1. Dạ, dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Chụp lại ha cho. Dính ông già. Dính ông già. Má bà tám ở đây là nó lên, nó lên dính lại là 424. Dạ rồi, cảm ơn. Đó. Dạ dạ. Dạ. Gia đình vô luôn, em vô luôn, vô luôn, vô luôn. Vô luôn, vô luôn nhà bạn. Vô nhà nhà bạn, nhà anh kia chụp cho. Chờ chút xíu. Chờ bà con con bác như chưa ổn định chưa ngồi nữa. Cái tại vậy chưa. Rõ không anh? Rõ lắm anh. Đây gần 3, 2, 1. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn, cảm ơn gia đình nhiều nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Giờ để vô Khương Dừa lại, Khương Dừa rau sống cái để thôi. Dung ơi. Alo. Alo. Dạ, bà con cô bác thân mến, đêm văn nghệ sang miệt vườn chuẩn bị bắt đầu. Tôi vừa kính mời tất cả quý bà con cô bác mình ổn định chỗ ngồi để chương trình bắt đầu ạ. Với lại các anh chị youtuber đó mình quay, mình cũng có thể mình tìm một góc mà mình ổn định chỗ ngồi để mình quay ha. Dạ, cảm ơn các anh chị nhiều. Dạ rồi, thôi Khương Dừa cảm ơn bà con cô bác nha. Dạ, bây giờ Khương Dừa vô chương trình rồi. Dạ, kính chúc bà con bác mình thật nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào tạm biệt, hẹn lại, bye bye.